Bạn đang cần tiền lời thật uy tín để bật lên kênh Google Buy giá rẻ chất lượng thì hãy nhớ qua somoviet.vn của Mobile nha. Chương trình xả kho giá sốc và siêu khuyến mãi đọc thẻ, đặc biệt nhân dịp Halloween thì shop của mình có nhiều sự kiện cực kỳ hot đấy anh em ơi. Hello các bạn, hôm nay Mobile sẽ tiếp tục chơi bé Quy bánh bao, bởi vì sắp tới bé Quy có trang phục mới rồi nha anh em ơi. Lều lều cái đồ không có trang phục Widow Saberland mấy đòi solo với mình em ơi. Thế nên là hôm nay sẽ là cái màn solo của một đứa rất nhiều trang phục, một đứa thì chẳng có trang phục nào anh em ơi. Cái kèo trang phục là mình thắng chắc rồi, và kèo sức mạnh cũng thắng chắc luôn. Thực sự hiện tại bạn đấy cũng level 4 thôi nha anh em ơi, nhưng mà yên tâm, mình xong lính thì mình cũng level 4 thôi. Rồi, a à, này kìa, chơi luôn cô luôn, bạn tuổi gì mà kìa chập mập rồi. Trời ơi, quê thế nhỉ, không ngờ các khá công lực cao cường như vậy. Không ngờ tại luôn anh em ơi, nhưng thực ra thì Widow khỏe đấy, không phải là yếu đâu. Một con tướng solo đường tà thần cũng rất mạnh và được sử dụng nhiều trong rank cao hiện tại. Tất nhiên là không thể so sánh với Quy rồi, nếu mà cùng cấp và có đủ chiêu thức thì không biết là ai là người khỏe hơn đâu, chắc chắn Quy có lợi thế nha. Nhưng mà hiện tại thì bạn Widow đang có lợi thế rồi. Nên là cách để chúng ta đối đầu với những con tướng có lợi thế là chúng ta không chơi với người ta mà chúng ta sẽ đi kiếm lợi thế ở cái lên khác. Ví dụ ra mid farm ké, sau đó thì mình chạy xuống lên đầu hỗ trợ team nha. Con Quy nó sẽ bắt người tốt hơn con Widow rất là nhiều luôn, bởi nó có combo chiêu 1, chiêu cuối đánh được, chiêu 2 rồi tiếp tục chiêu cuối rồi chiêu 1. Đấy là combo dài của Quy, và trong lúc combo anh em nhớ ấn đòn đánh thường nha, ấn đánh thường liên tục luôn, áp sát là đánh thường luôn, bởi vì mình sẽ tiêu thụ cái nội tại của Quy, chứ để quá 4 điểm là phí cực kỳ luôn đấy anh em ơi. Mỗi chiêu thức của Quy đều tích được 2 nội tại và chưa rất trúng đích nha. Và chúng ta sẽ có 4 nội tại là tối đa. Đấy, nhớ phải đánh thường để tiêu cái nội tại đi anh em ơi. Ơ, kìa. Ôi, ơi, mày quá. Lên chiêu 2 một tường anh em ạ. Mày quá trời luôn, chứ không phải đấy là mình đi với video rồi. Quá ghê gớm anh video. Toàn bắt bài mình thôi. Nhưng rất tiếc, video tính chứ không tính được bằng trời tính đâu nha. Mình vẫn còn hên. Nói chung là cao thủ đã chơi hay rồi còn hên thì đỡ sao được, đúng không anh em ơi. Bây giờ thì sau cùng màn di chuyển của video lên bản đến số, mình đã có đôi mạng 3 điểm hỗ trợ. Và chắc chắn là bây giờ có thể chiến được video khi có đủ combo rồi. Tất nhiên là combo của con Quy này có nhiều kiểu khác nhau. Nhiều khi anh em đẩy cho cuối luôn, nhưng mà nhiều khi thủ địch xa quá anh em ở lướt cho một rồi đẩy cho cuối. Nhớ đẩy thủ địch vào tường nha, đẩy vào tường là tốt nhất. Không thì chúng ta có thể đẩy trúng thủ địch cũng được, bởi vì là chúng tôi địch thì mình cũng được hồi chiêu cuối lần thứ hai sau mấy giây mà. Đấy, mình có cái độ cơ động mà có nhiều đam ở cái chiêu cuối lần thứ hai lắm anh em ơi. Video này video full đam nha. Rồi đây này, bạn đây dùng 1-2 chiêu đi. Rồi bây giờ chơi này. Rồi, cứ đánh thường cho 1-2 đi. Đấy. Rồi. Bây giờ đẩy bạn về đấy, thế là đi luôn. Không có góc đẩy chiêu cuối thì mình chơi kiểu này anh em ơi. Chắc chắn là Widow không có cửa anh em thấy chưa, mặc dù có nội tại nha. Đấy, chất tướng là hơn hoàn toàn, chẳng qua đầu game đấu hài tí thôi. Gọi là cái gì nhở, gì nhở sẩy chân tí thôi anh em ơi. Chứ bé Quy khỏe lắm anh em ơi. Nhớ nha, đây là vị tướng rất khỏe đâu meta hiện tại ở vị trí đi top và vị trí đi rừng đấy anh em ơi. Trong những con tướng mạnh đầu game thì Quy được đánh giá là mạnh bậc nhất đầu game đấy anh em ơi. Solo là không ngán đứa nào luôn. Tất nhiên là cũng hơi rén các bạn Best Valentino, nhưng mà thực ra thì nếu anh em cứ đang chơi Quy tốt thì hoàn toàn có thể chơi được của nó anh em ơi. Đồ con này nó sốc đam ghê lắm, nó khống chế mạnh. Đây này, đẩy bạn vào tường này, ấy đang chưa trúng tường kìa. Nhưng mà tuy vậy thì không tốc biến là đi nha. Mình lại còn được data hỗ trợ nhiệt tình như này. Thực ra nhiều lúc muốn solo lắm nhưng mà đồng đội cứ tự nhiên lên hỗ trợ mình thôi. Đã thấy mình hỗ trợ các bạn đấy ăn mạng nhiều cứ thấy ngon lên ngoài thôi anh em ơi. Ok, và tất nhiên hôm nay thì Mobile sẽ chơi Widow bằng cái phong cách Quy full dam để sốc dam bạn ấy luôn, xem đứa nào sốc dam ghê hơn nha. Thực ra nếu mà pen khỏe quá thì cũng phải lên cái đồ kháng phép.
Nhưng mà thôi cái đấy là để sau nha. Cứ cái đồ đem ra nhiều tí anh em ơi. Phước hợp kiếm này, à không, cái thương long rồi, phước hợp kiếm. Đẩy vào tường luôn. Công kim ngáp, ôi có hồi máu kìa. Ghê quá anh em ơi. Bốn đứa. Rồi hay. Đó, Wonder mình combo hay nha. Chủ hai chục cuối luôn. Tuyệt vời. Lên luôn. Ui bị choáng sao. Lên đấy. Rồi hay anh em ơi. Còn bạn Guido, thực ra thì chất tướng của bạn ấy tù chứ solo đánh nhau khỏe phết anh em ơi. Đấy combo cũng nhiều đam ấy chứ. Nhưng mà hơi đen, có mất mình mà. Có hai mạng thì cũng thế thôi. Chết rồi thì là cái bao cát để cho người ta như kiểu ngày xưa có cái người dơm ý, là người gỗ ý, cho người ta tập tập đấm tập đá thôi. 6 mạng 7 phút anh em ơi. Mà video thì không có cửa với bé Quy rồi. Trong vòng sắp tới là trong vòng trong sổ sứ mệnh và có lẽ là nhiều anh em sẽ sở hữu được nha. Tất nhiên thì trang phục Quy là trang phục giá rẻ thôi, bởi vì nó không có siêu phẩm mà chỉ có bậc S thôi. Chứ nếu Quy mà có những siêu phẩm bậc 2 số S xịn sò thì có lẽ thì chắc chắn sẽ được anh em chơi nhiều hơn. Bởi vì cái ngoại hình cũng rất là đẹp luôn anh em ơi, cũng bự chà bá, cũng dung nát dữ dội à. Ok mọi người ơi, bé Quy tới đây và anh em chưa like clip thì nhớ like liền luôn nha anh em ơi. Các bạn chưa comment thì cũng nhớ comment ủng hộ Mô Việt nha anh em ơi. Anh em muốn Mô Việt chơi con tướng gì cũng nhớ comment ngay luôn nha. Và anh em chưa có link chơi game thì đừng quên shop moviet.vn của MOBA. Link shop phần comment hoặc là mô tả clip này. Tất nhiên đang có chương trình khuyến mãi đặt thẻ và giảm giá cực kỳ sâu nha anh em ơi. Nếu anh em muốn mua ác trực tiếp thì có thể liên hệ fanpage shop yêu cầu ác như thế nào thì các bạn sẽ được hỗ trợ bởi nhân viên trên shop của mình và chắc chắn sẽ cung cấp thông tin để bạn có thể có một cái link chơi game vừa ý anh em ơi, vừa ý là giá là rẻ và uy tín đấy chứ anh em ơi. Ok rồi, thôi trở lại trận đấu này. Khi mà bé Quy cũng đang quá xanh, đồng đội mình cũng đánh hay chứ. Wonder mình đánh tốt, Data tốt, Slim cũng được. Thành ra là game nó dễ. Chứ thực ra là cái game Little Vi này nhiều trận mình đánh rõ ràng là hay, hay cực kỳ luôn, nhưng vẫn thua. Bởi vì đánh đơn, là cái đặc sản của đánh đơn là như vậy. Một mình thì không thể làm lên mùa sân. Chứ một mình mà cân hết quả team thì còn gì là game năm đầu năm nữa anh em ơi. Cũng tùy trận nha. Đây mình đứng im cho bạn, bạn mình trả tờ. Đứng im nhé, sau đấy là mình đẩy bạn đấy vào tường luôn. Mình sốc cái đam combo anh em ơi. À sốc đam combo thì có nhiều kiểu combo. Tất nhiên rất là nhiều kiểu. Anh em muốn combo nhanh thì anh em không dùng chiêu 2. Còn anh em muốn combo chậm thì anh em dùng chiêu 2. Ví dụ vừa rồi mình dùng combo nhanh ý, thì mình dùng chiêu cuối xong mình đánh thường xong mình chiêu cuối lần thứ 2, chiêu 1 lần thứ 2 luôn. Đấy là sốc đam đủ đam giết bạn bên. Còn nếu mà tướng Đinh Châu thì hoàn toàn mình có thể là dùng chiêu cuối xong, sau đó mình dùng chiêu 2, sau đó mình dùng chiêu cuối lần thứ 2, rồi mình trúng chiêu 1 lần thứ 2. Nếu là trong lúc sử dụng kỹ năng ấy các bạn ấn nút đánh thường liên tục nha. Bởi vì sau khi dùng kỹ năng đánh thường được luôn mà. Nó không kiểu là không có tốc đánh ý. Nó không kiểu kiểu hồi chiêu đòn đánh thường nó. Sau khi dùng kỹ năng là hồi chiêu đòn đánh thường luôn. Đẩy vào tường, ôi không được, không chế khó chịu quá. Ok, chỉ còn một đường nữa thôi. Và với chất tướng rất mạnh đầu game như Quy, như Nata thì mình đang có lợi thế cực kỳ lớn đấy anh em ơi. Mặc dù đội hình thì cũng không có ngon, nhưng mà phối hợp với nhau rất là tốt. Sau đội hình thì mình cũng khỏe phết đấy anh em ơi. Thì bạn cũng khỏe, nhưng team mình cũng khỏe luôn. Kiểu team bạn đầu game mà chưa làm được gì thì tầm này yếu lắm rồi. Ai, Wonder mình mở ra tranh rồi, mình lên thôi anh em ơi. Ui, quả đấy đẩy được 3 đứa kìa. Ngon nha, ngon nha. Ôi, chơi khô luôn đấy. Có lanh rồi. Ok, có lẽ thì video clip mô Việt chơi bé Quy đến đây hết rồi. Trong cuộc bới anh em ơi, rất là đẹp của bé Quy. Mà nói chung thì, à không, đẹp vừa vừa thôi. Sở dĩ mạnh không có trang phục siêu phẩm đâu anh em ơi. Xin chào các bạn và hẹn bạn clip tiếp theo. Bye bye.
hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.